Thì gặp nhau, đến với nhau quá vội nên chưa có đủ cái chưa có hiểu, chưa có chia sẻ được với nhau. Nguyên nhân cô muốn ly hôn là gì? Lúc đó thì cô ấy cũng xin đi làm, nói về nhà việc làm quá trời, đi làm gì. Cái thử đi mua hồ sơ, tự nộp tự làm tự đi luôn. Đi rồi có khi đi, có khi về. Cái từ đó xảy ra, thế là cố gắng nuôi cái một năm trời. Thì không ổn thì em xin dừng lại. Mà lúc ra được là do chưa dành hết tình cảm, cũng như là chưa có cái sự vun đắp đúng như những gì cô ấy muốn, đúng như những gì cô ấy muốn. Cái lúc đó là bạn nó mới tỏ tình với em, thì cũng quen nhau trải qua cũng một năm á. Thì sau khoảng thời gian đó thì tự nhiên người bạn gái cũ quay lại. Thấy vậy á, em chia tay luôn. Mặc dù bạn đó nói là không có gì hết, chỉ là bạn bè thôi, nhưng mà cái cảm giác trực giác em mới biết được là bạn đó dẫn người bạn gái cũ về giới thiệu gia đình mà có em bé, nên là hai người định lấy nhau. Tụi em đã chuẩn bị cho con một căn nhà và bố là một căn nhà. Là bố là đây hả? À, là hai cha con là hai căn nhà. Là ông bà nội là nhà riêng, nhà con riêng. Trai là nhà riêng. Dạ. Bố là nhà riêng. Dạ. Nhưng mà nhà con trai mua chưa? Dạ, con trai mua ở Bình Dương. À, mua sẵn hết trơn rồi, đợi nó lớn là nó lấy vợ, nó có quyền ra riêng thôi. Dạ. Dạ, em chào chị Cát Tường. Dạ, em chào, mình chào bà bên kia và chào quý khán giả. Mình tên là Dương Lộc, mình 39 tuổi, đến từ tỉnh Bình Phước. Quê gốc ở Bình Phước luôn hả Lộc? Dạ không, quê của em là ở bố mẹ ở ngoài Huế. Còn em là sinh ra và lớn lên tỉnh Sông Bé, nay là thuộc Bình Dương và Bình Phước. Ừ. Vậy bây giờ ngoài Huế là mình còn ai, ba mẹ còn ngoại không? Dạ, ba mẹ vào đây trong này luôn. Vào trong này luôn hết rồi. Dạ. Ừ. Hiện tại là Lộc là đang làm công việc gì? Dạ em đang kinh doanh tự do, làm sửa xe gắn máy tại nhà riêng của mình. Mình sửa một mình hay là mình có thợ phụ không? Dạ mình làm một mình. Làm một mình luôn. Làm công việc này lâu chưa? Dạ mới có 25 năm. Mấy? 25 năm. 25 năm. Mới có 25 năm. Ồ, vậy là tiệm sửa xe mình cũng lớn lắm chứ bộ. Dạ không, em làm nhỏ nhỏ của mình thôi. Một mình không ai phụ hết. 25 năm miệt mài làm một mình một ngựa vậy đó. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cũng hơi tò mò, 25 năm rồi không lẽ là không có lúc nào làm thêm gì sao? Có cái nghề nào khác dạ, không? Em có, nói chung là sau thời gian có tích góp thì cũng có đầu tư 1-2 lô đất nhỏ nhỏ. À, cũng đầu tư bất động sản, đúng rồi. Cái đó đâu có tốn thời gian của mình. Mình sửa xe thì mình vẫn cứ sửa xe. Còn cái nào mình bỏ mới tiền mình đổ xuống đất, cái vài ba năm mình lời. Chứ mình mua lô khác thì mình lời. Vậy cũng ngon lành. Có tầm chiến lược, có tầm nhìn chiến lược. Cười cười, em gái phái cười rồi. Sao? À, em tên gì cưng? Dạ em tên là Bích Nhung, năm nay em 36 tuổi. Nhung 36 tuổi. Em ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Và em đang làm công việc là kinh doanh online về mặt hàng mỹ phẩm. Dạ. Và mình làm cho người ta hay là mình tự làm cho mình? Dạ hồi trước đó là em làm cho công ty. Sau đó thì em nghỉ thì em tự làm bán hàng online mà nhỏ chị. Mình đang sống với ai? Em đang sống với bà ngoại với mẹ của em. À con ba? Ba em mất rồi chị. À, nhà mình đông anh chị em không? Dạ có hai chị em là chị hai với một em trai. Em trai của em cũng lập gia đình rồi. À vậy là mẹ có hối, mẹ với ngoại có hối dạ, mình lấy chồng hối, không? Hối hoài. À mấy mà chưa lấy chồng là hối dữ lắm ha. Dạ, đúng rồi. Quê gốc mình là ở đâu? Dạ em sinh ra lớn lên ở thành phố luôn chị. À, nhưng mà gốc của ông bà em là ở Quảng Nam. Mình thấy mình có những cái điểm gì mình nè, ưu điểm rồi những cái gì là cái khuyết điểm của mình nè? Thì ưu điểm của em á là như là biết quan tâm chia sẻ với người khác. Còn điểm yếu của em á là em hơi nhút nhát, với lại cũng hơi chậm á. Rồi những lúc rảnh rỗi thì mình làm gì, có đi chơi, có giao du bạn bè? Dạ, em thích đi rảnh rỗi em cũng hay đi du lịch. Mỗi lần đi về đi với ai? Đi thì em đi một mình, nhưng mà em đăng ký theo cái tour á chị. Nó có một cái công ty tour du lịch, nó chuyên tổ chức những cái chuyến đi xếp đó. Mà đi một mình vậy thôi? Dạ đúng rồi, thì do đó mình sẽ có bạn mới. Như vậy cũng có nhiều cái mối quan hệ. Sao mà chưa tìm được người nào? Tại vì em kiểu cũng nhút nhát á. Đi gì thôi biết đúng giao rồi. Ngoại giao vậy thôi, nói chuyện cảnh vậy đó. Chứ không có trò chuyện với ai, không có tìm hiểu ai hết trơn. Dạ, không ngoại giao phải không? Dạ. Rồi sao Lộc thì sao nè, điểm mạnh điểm yếu của Lộc là gì nè? Dạ điểm mạnh của em á là không hút thuốc, không cờ bạc, không rượu bia. Còn về điểm yếu, nhát với đám đông, nhát gái, ăn nói thì không có khéo, nên hay bị mất lòng, nhất là về mặt tình cảm. Về kinh doanh thì ok. Về kinh doanh ok rồi, kinh doanh rồi bộ rồi không có nữ nào tới sửa xe hết hả? Dạ là nhiều lắm. Nhưng mà do cái duyên cái nợ sau là không thể nào có tiếng nói chung. Là kiểu như là ngại, và biết. Lộc đã trải qua được mấy mối tình rồi? Em trải qua được một mối tình với đã đổ hôn nhân một lần. Có đổ vỡ một lần rồi. Có cháu nào chưa? Dạ có một cháu, bây giờ là 13 tuổi. À vậy con lớn rồi, cháu trai hay cháu gái? Trai. Đang ở với ai? Dạ ở với ông nội. Ở với ông nội? Dạ. Thì nói chung là khi nào mà
bận việc nhiều quá rồi kêu con nó về nó cơm nước cho mình ăn. Trời sướng ha, có con về nấu nước ăn. Ủa nhưng mà rồi vậy là Lộc không có ở chung với ông nữa với ba luôn hả? Dạ không, em đã tự lập từ năm 96. Là em ở một mình? Dạ. Con cháu là ở với ông bà nội? Dạ. À, nói chung là con tình nhau. Cần. Nên là khi nào muốn qua muốn về thì nó là tiền. Thế cái mối hôn nhân nó kéo dài bao lâu? Kéo dài được có năm mấy à? Có một năm mấy thôi. Lý do gì chia tay? Thì nói chung là lỗi thì cả hai chứ không phải một. Là hai người yêu nhau rồi lấy nhau hay là do mai mối hay là do như thế nào? Do tình cờ quen. Ừ. Thì gặp nhau, đến với nhau quá vội nên chưa có đủ cái chưa có hiểu, chưa có chia sẻ được với nhau. Nguyên nhân cô muốn ly hôn là gì? Lúc đó thì cô ấy cũng xin đi làm, nói về nhà việc làm quá trời, đi làm gì. Ừ. Cái tự đi mua hồ sơ, tự nộp, tự làm, tự đi luôn. Đi rồi có khi đi, có khi về. Cái từ đó xảy ra. Thế là cố gắng nếu kém một năm trời thì không ổn thì em xin dừng lại. Đi làm công ty gì mà đi đi không về? Giày da. À làm giày. Đúng rồi. Ở đi làm là ý không về thì cô nói tại sao cô không về? Tăng ca hả hay là gì? Cái đây em không biết. Trời ơi, mình làm chồng ở gì mình cũng không biết. Bởi vậy làm sao mà vun đắp cho hôn nhân được. Thế thì sau cái mối lương duyên đó thì bản thân em rút ra được cái điều gì? Sau cái mối lương duyên đó thì em rút ra được là do chưa dành hết tình cảm, cũng như là chưa có cái sự vun đắp đúng như những gì cô ấy muốn. Đúng như những gì cô ấy muốn. Ly hôn tới nay là bao nhiêu lâu rồi? 8 năm, 9 năm. Rồi trong 9 năm đó mình có những mối tình nào khác nữa? Có quen một mối tình. Nhưng mà được mấy tháng cái thấy không ổn nên em dừng lại luôn. Lý do tại sao không ổn? Nó đại khái là đòi hỏi nhiều quá. À, anh đâu không nổi. Là về vật chất hay là về... Về vật chất. À về vật chất. Mình quen bao nhiêu lâu thì mình thấy là không phù hợp? 2 tháng mấy. Mới 2 tháng mấy thôi? Dạ. Rồi còn mối tình nào nữa không? Dạ hết rồi. Vậy thôi đó. Vậy đó. Tới bao nhiêu năm nay cũng không có thêm ai? Dạ đúng rồi. Lý do tại sao? Vì em là điểm yếu là không ít đi chơi. Thích làm hơn thích chơi thêm về kinh doanh. Nên là xe thì nó mỗi ngày nó phát triển. Mình thì cái rảnh là mình cứ học. Rồi bây giờ nếu như có bạn gái thì có thời gian dành cho bạn gái không? Bây giờ là dành tới 70%. Dạ, bây giờ dành 70%. Có muốn có thêm con không? Dạ, cái này là tùy bằng nữ chứ em sao cũng được hết. À, có đủ điều kiện kinh tế để mà nuôi con nữa? Tên. Dạ có. Mà nên tốt nhất là thêm một đứa con để có cái sự ràng buộc của vợ chồng để sống nó được bền vững hơn. Thêm con để cho mình hạnh phúc, cho mình vui, mình chăm con chứ không có ràng buộc gì hết trơn. Có con rồi mà có ràng buộc được đâu. Chị Tường nói vậy đúng không em? À rồi, thế bây giờ tình duyên của mình thì sao nè? Trải qua mấy mối tình rồi cô? Em trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu là năm 2009 là quen trong công ty. Ảnh là thu mua ở Long An, còn em là lúc đó em ở thành phố mà công ty đưa rước đi về á. Thì nó không có thời gian để gặp mặt nhau nhiều. Thì ban ngày á, ảnh cứ xuống thành phố ảnh mua đồ. Cái chị ảnh về Long An, ảnh đưa đồ cho công ty. Thành ra tối ảnh mệt, ảnh không xuống thành phố nữa. Thì những cái ngày lễ như 8 tháng 3, lễ tình nhân thì ảnh cũng đều không. Ảnh nói là ảnh mệt, ảnh không xuống. Em cũng có giới thiệu với gia đình thì cảm thấy là ảnh không có giống như chân thành á. Cho nên là tụi em chia tay nhau. Mối tình thứ hai là với một bạn của em, quen từ nhỏ luôn. Lúc đó là nhà chú em ở quận 12 á. Em lên chú em chơi vào mỗi mùa hè. Thì khi cái đợt đó em về xong đi học tốt nghiệp lớp 12 rồi tới em không lên nữa. Tới 30 tuổi á em mới lên chơi lại thì vô tình mới gặp lại bạn đó. Thì cái lúc đó là bạn nó mới tỏ tình với em thì cũng quen nhau trải qua cũng một năm á. Thì sau khoảng thời gian đó thì tự nhiên người bạn gái cũ quay lại. Thấy vậy á em chia tay luôn, mặc dù bạn đó nói là không có gì hết, chỉ là bạn bè thôi. Nhưng mà cái cảm giác trực giác là em quyết định chia tay hay là... Dạ em quyết định chia tay. Rồi anh đồng ý luôn hay là anh có nắm, nếu anh có giải thích gì không? Thì cũng có quay lại, cũng níu quay lại. Nhưng mà xong rồi em cũng cảm thấy không có thật thà, vẫn có gì giấu em á. Rồi xong rồi em chia tay luôn. Sau đó thì em mới biết được là bạn đó dẫn người bạn gái cũ về giới thiệu gia đình mà có em bé nên là hai người đừng lấy nhau. Trời đất ơi, sau khi em chia tay bao lâu thì họ cưới nhau? Thì cũng chắc khoảng em không nhớ lắm, tại cũng lâu rồi, cũng không có lâu rồi, cũng khoảng mấy tháng á chị. Lúc đó cảm xúc của em như thế nào? Em rất là đau luôn, giống như em bị tự kỷ luôn á. Đón xem chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Sau việc đó em cảm thấy rất là sốc, em cảm thấy bị mất niềm tin. Nhưng mà khoảng một tuần thôi là em tự xứng an mình để đi làm được các kiểu. Nhưng mà
trong lòng mình thì vẫn còn buồn, nhưng mà mình thể hiện ra ngoài là bình thường. Thấy khổ dễ sợ không? Nghe câu chuyện anh bên đây thì ảnh đã có vợ, gia đình, có con riêng rồi, thì em có ngại không? Em cũng hơi ngại cái khoản có con, mà con của ảnh đang ở cái độ tuổi như chị nói, ở độ tuổi bắt đầu phát triển về tâm lý á. Thì như em thì chưa có kinh nghiệm á, em sợ. Thật ra đối với trường hợp cụ thể với trường hợp này á, thì chị nghĩ em cũng không có gì lo lắng. Nếu mà chị mà bước thêm một bước nữa, chị lại ngại những người có con mà con nhỏ. Tại vì con nhỏ thì mình phải lo, phải chăm, phải phụ miếng ăn miếng đồ, mà chị thì chị rất là ngại mấy chuyện đó. Chứ còn con mà lớn rồi thì chị thấy đơn giản, tại vì con đã tự lập, nó làm được hết mọi thứ. Chị nghĩ mọi thứ nó cũng đơn giản thôi, không có gì, đừng có tạo áp lực cho mình quá. Mong muốn của em là em tìm một người bạn trai như thế nào? Chân thật. Tại vì giống như em bị những cái rác cũ, em muốn là chân thật. Em là em muốn được quan tâm, chia sẻ, biết quan tâm, chia sẻ. Có gì thì mở lòng ra nói với nhau. Với lại có công ăn việc làm ổn định là được. Về ngoại hình có yêu cầu gì không? Dạ, ngoại hình thì em cũng không có yêu cầu gì. Sao không có yêu cầu? Phải có cái chuẩn chứ. Thấy cũng hơi cao à? Em dạ, cao mét mấy? Em cao mét 7. Trời ơi, Lộc cao mét mấy? Mét 63. Chết cha, ủa sao tụi bây dạo này tôi hay lầm là mai mối mấy cái vụ mà mét 7 với mét 63 này quá ta. Rồi sao, rồi ví dụ như vợ cao hơn mình em có ngại không? Dạ em không có ngại đâu, được đó. Rồi sao, em thì sao? Dạ em cũng không có. Ba cao hoặc ba là ba mẹ nó có cái gen sẵn, chứ thường mà giờ kiếm trai mà cao 1m75 mà để xứng với em hơi khó nha. Cho nên thôi kệ, quan trọng là cảm xúc từ trái tim, người ta quan tâm đến mình nha. Còn Lộc thì sao? Và Lộc muốn tìm một cái người vợ tương lai mình là người như thế nào? Nói chung là em cần một người là phụ nữ của gia đình, biết chia sẻ, có gì thì nói với nhau, chứ đừng có giấu, rồi có khó khăn gì á cùng nhau tìm cách để giải quyết, đừng có đụng lên nóng la mắng gì mà. Em thích. Thôi bây giờ thì Tường sẽ cho hai bạn gặp mặt nhau nha. 1, 2, 3, mở cửa trái tim. Chào em. Anh có món quà muốn gửi cho em? Dạ em cảm ơn. Em cũng có món quà muốn tặng cho anh. Cái này là... Anh cảm ơn em. Coi quà gì, coi bà em gái tặng quà gì. Cái đó là cái dòng sữa tắm mới mà bên em đang bán. À trời ơi, tặng quà mà có mua đồ quảng cáo trọng ha. Sau khi mở màn em nhìn anh thấy như thế nào? Cảm nhận của em như thế nào? Dạ thì em thấy anh cũng trưởng thành giống như trong cái xịt em nghĩ. Tại vì nghe nói là anh có gia đình rồi, em cũng nghĩ là anh trưởng thành, có con nữa, nên là cũng giống như em đoán. Dạ. Nhưng mà anh thấy em như thế nào? Thì cũng ngoài sự tin tưởng của anh. Nói chung là chiều cao em là cao, mỗi người thì cũng như là ok. Còn về cái phần con cái á, thì anh chỉ chia sẻ với em. Em chỉ cần cho nó tình thương thôi, vì nó chỉ là thiếu thốn tình thương của mẹ, chắc của cha cũng có đầy đủ. Thì cái này em cũng chia sẻ với anh là em hồi nhỏ là cũng không ở gần ba mẹ, em ở với bà, cho nên là em cũng thiếu tình thương. Cho nên là cái vấn đề mà chia sẻ tình thương đó thì em hiểu cái cảm giác của đứa bé đó, thì có thể là em sẽ làm bạn được. Nhưng em chỉ ngại cái phần giống như ban tuổi trưởng thành đó, thì dạy hay là chăm sóc thì em sẽ không có biết. Nên chăm sóc thì cũng chẳng có gì, vì nó lớn nó tự lo được hết. Tại vì anh đã tập luyện nó nấu ăn từ lúc 10 tuổi tới giờ rồi. Cho nên là giờ thì nó nghĩ là nó biết hết. Nói chung là cái gì nó cũng được cả. Chỉ là sao nó chút cái sự ấm áp với tình thương của những người cha mẹ dành cho con vậy thôi. Như là hôm nay anh đi tham gia chương trình này, bé có biết không? Biết. Không có phản đối? Không, đồng ý. Em nghĩ thế nào về cái sợ yêu? Thì em cũng có một khoảng thời gian là thật sự là em sợ yêu. Em nghĩ là em không lập gia đình nữa. Nhưng mà bây giờ kiểu giống như nhà, thứ nhất là nhà thối, thứ nhì nữa là em cũng muốn có một chỗ dựa, mình có điểm tựa, muốn có một người để chia sẻ. Anh cũng vậy. Thì em làm cái gì anh cũng cần có người góp ý kiến để mình có cái được cái sự nó tốt hơn. Cho đôi lúc mình suy nghĩ cũng không. Cho nên là cần một người bạn đời. Anh sửa xe ở Bình Phước luôn hả? Dạ. Vậy nếu mà em ở thành phố Hồ Chí Minh, anh ở Bình Phước, thì em với anh làm sao gặp mặt nhau được? Cái đó là cũng do bên em sắp xếp, tại vì công nhân của anh cũng tự do nên là có thể đi lại được. Dạ. Anh nghĩ như thế nào về cái câu nhà anh không thiếu, chỉ đợi cưới em về? Nhưng mà trước khi anh đi tìm một người bạn đời
thì anh cũng đã chuẩn bị một cái máy ấm riêng, nhà đồ là anh đã chuẩn bị sẵn hết, chỉ cần một người cô phụ nữ của gia đình. Nãy tôi ở ngoài tôi nghe có một câu hỏi mặt tràn vô liền. Gì nhà cửa anh có sẵn hả? Nhà anh không thiếu. Nhà anh không thiếu em về. Chỉ thiếu nước em về. Ủa mình có mấy cái nhà rồi mà nhà anh không thiếu? Và anh đã chuẩn bị cho con một căn nhà và bố là một căn nhà. Là bố là đây hả? Là hai cha con là hai căn nhà. Là ông bà nội là nhà riêng. Nhà con riêng. Trai là nhà riêng. Dạ. Bố là nhà riêng. Dạ. Nhưng mà nhà con trai mua chưa? Dạ, con trai mua ở Bình Dương. Mua sẵn hết trơn rồi. Đợi nó lớn là nó lấy vợ, nó có quyền ra riêng thôi. Dạ. Dạ, tiền cho thuê là lấy tiền ăn học. Tiền đó bây giờ cho kinh doanh cho con thuê luôn, tiền cho con quản lý luôn, ăn học luôn. Rồi 31 rủi lấy vợ rồi đẻ thêm con nữa là nhà đâu? Thì trong thời gian này cố gắng tạo dựng thêm một ngôi nhà riêng cho đứa con chung. Nếu có đúng không? Nếu có. Rủi đẻ hai đứa con chung sao? Cố gắng nữa, cố gắng nữa. Cố gắng nữa. Hôm nay sao chị có thể kết nối được với ai, người thân của em không? Dạ được chị, đó là bạn thân của em. Bạn thân? Bạn thân là thân ai nấy lo hay sao? Dạ không, nó rất là hiểu em mọi thứ mà. Chơi với nhau được bao lâu rồi? Dạ cũng 8-9 năm rồi. Ok, gọi. Gọi bạn thân coi. Alo. Alo, chào em. Cát Tường. Trời ơi, chào em, dễ thương quá à. Em tên gì? Dạ em tên Phượng. Hôm nay á là chị có giới thiệu là mai cho bạn của em là anh gọi là anh Lộc. Anh tên Lộc. Dạ. Rồi bây giờ em hello em chào ảnh, nói chuyện ảnh hỏi một hai câu gì khó khó vô. Cái gì mà bạn mình muốn nói, muốn hỏi mà bạn mình ngại đó thì em hỏi giùm, thay lời muốn nói em hỏi giùm bạn đi nha. Rồi đây chị đi đi. Dạ. Đi chơi cho em gặp anh Lộc. Chào em. Xin chào anh. Em tên Phượng là bạn của chị Nhung á. Dạ anh ở đâu ạ? À? Bình Phước. Bình Phước ha. Từ Bình Phước về Sài Gòn xa không anh? Từ chỗ nhà anh á. 99,9 cây. Trời ơi, 99,9. Tại vì chị em á thì gốc Sài Gòn, ngoại nội gì cũng ở Sài Gòn hết. Nên em muốn hỏi để tiện việc đi lại cho chị em hơn á. Tại vì chị em cũng còn mẹ với là còn ngoại. Điều đó anh biết. Dạ. Không biết là anh có hay anh có nhậu nhiều không? Xin chia buồn với em là thuốc men, rượu chè, cờ bạc, bánh phụ nữ không bao giờ anh làm. Trời ơi, thân đúng là cô bạn thân thiệt. Hỏi vậy mới được chứ. Hỏi vậy là hỏi hơn MC luôn á. Bây giờ cho bạn mình lời khuyên nè, chốt cho chị một lời khuyên nè, động lực nè. Nè em cảm thấy nha, anh ấy cũng rất là ân có thể hợp với chị. Nên nếu mà chị có thể thì chị cũng có thể bấm để khi mà mình có duyên thì mình có thể tiến với nhau, còn không duyên thì mình có thể làm bạn. Em thấy anh ấy cũng hiền. Rồi, cảm ơn. Rồi, chị cảm ơn nha. Chị cảm ơn Phụng nha. Dạ cảm ơn chị. Rồi cảm ơn em, tạm biệt em nha. Trời ơi, dễ thương quá. Rồi bây giờ bên phiên mình thì cho chị Tường kết nối với ai đây? Bên em thì nay có bố là có bố. Ông nội của cháu. Rồi cho chị gặp ông nội nha. Chào phụ huynh các bạn. Dạ. Dạ con xin chào bác ạ. Dạ bác biết Cát Tường không? Dạ. Dạ. Bác khỏe không bác ơi? Không khỏe mà đi không tập đi mà bị sao dịch á. Dạ. Hai vợ chồng là ở với cháu thôi ha. Chắc cũng cưng cháu nội lắm ha bác. Còn vậy rồi đây đây mời đằng đây đây. Dạ. Vậy hôm nay con trai bác là đi kiếm vợ bác biết không? Biết cái sẵn anh nói anh bác nói. Dạ. Dạ con giới thiệu với bác gặp đây em Nhung. Dạ Nhung là cái người mà con đang định làm mai giới thiệu cho Lộc. Không chào bác. Chào con. Bác thấy sao? Thì tuổi thì sao không được hết. Em Nhung là chưa có gia đình lần nào. Dạ còn mà ở thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ là Nhung đang có lo lắng một chuyện thôi. Nhung lo là mai mốt về là cháu nội không biết là sợ không có chăm sóc cho cháu nội của bác được. Bác nói vài câu cho Nhung yên tâm đi bác. Tại nay thì cũng chẳng còn cái gì mà lo hết. Bây giờ nó còn lớn rồi. Đâu lắm. Chào con. Mấy người đã hát chào cô. Biết cô không? Trời đẹp trai quá ta. Con chào cô này chưa? Chào cô Nhung chưa? Dạ con chào cô Nhung. Cô Nhung này là thí dụ như mai mốt là về ở chung với con luôn, con chịu không? Dạ chịu. Mà chịu là phải ngoan, phải nghe lời với thương cô chứ đừng có chướng, không có quậy nha. Dạ. Trời dễ thương quá. Như vậy là hôm nay thôi bây giờ bác nói một câu với Nhung nha. Chúc tinh thần cho hai cháu ở đây đang rung á bác ơi. Đang làm quen với nhau cũng đang hồi hộp.
Thế là chúng ta là bây giờ là mình có tại chứ mình không có lo lắng chứ. Được đây mình cực bây giờ chứ mình cũng có ít tài sản để mình sống rồi. Dạ. Nữa. Dạ, không có gì lo hết. Mình cũng còn đứt con tay để bạn được kẹt bạn bắn kẹt nói được. Ngon lành. Dạ rồi à, con cảm ơn bác nhiều nha. Rồi chào bác dạ, đi chúc sức khỏe. Con chào bác. Dạ tạm biệt bác. Dạ, cảm ơn con. Dạ. Bên đây con trai khen, con trai khoe có mấy nhà qua tới gặp bác, hay bác khen có đất bán mà ngon lành dễ sợ, công nhận. Rồi bây giờ quay trở lại câu chuyện của hai người à, thì không biết là hiện tại bây giờ trước khi mà đi đến quyết định cuối cùng thì bây giờ Lộc còn muốn nói điều gì nữa không ạ? À? Nói vài câu với Nhung rồi chúng ta sẽ chấm dứt câu chuyện mình ở đây. Thực sự là hôm nay anh đến với chương trình cũng là mong muốn tha thiết có một người phụ nữ của gia đình, một người vợ để cùng chia sẻ. Dù có như thế nào thì anh cũng mong muốn được cùng em có một cái khóa tốt. Thì nói chung là chương trình thì cũng ngắn á, thì em với anh cũng chưa có tìm hiểu nhau nhiều, thì có gì thì mình sẽ tìm hiểu tiếp theo sau đó. Trời, dễ thương quá. Đây, xin mời hai bạn cùng đặt tay vào cái nút bấm này. Nếu cảm thấy đúng bấm mạnh, cảm thấy chưa phù hợp có quyền lấy tay ra, đó là quyền của các bạn. Nhưng khi đã bấm rồi thì mình phải chịu trách nhiệm với cái nút bấm đó. Rồi đặt tay vào, nhắm mắt lại, suy nghĩ thật kỹ, sau 3 tiếng đếm của chị Tường hãy đưa ra quyết định của mình. 3. Em cũng hơi ngại cái khoản có con, mà con của ảnh đang ở cái độ tuổi như chị nói, ở độ tuổi bắt đầu phát triển về tâm lý á, thì như em thì chưa có kinh nghiệm á, em sợ. 2. Thực sự là hôm nay anh đến với chương trình cũng là mong muốn tha thiết có một người phụ nữ của gia đình, một người vợ để cùng chia sẻ. Dù có như thế nào thì anh cũng mong muốn được cùng em có một cái khóa tốt. 1. Hết thời gian. Rất là tuyệt vời. Trời, mời em qua đây đứng luôn Lộc ơi. Dễ thương, cặp đôi này tôi cũng chịu nè. Rồi đứng đây để tôi coi coi cao nè. Trời ơi, dễ thương. Rồi bây giờ nắm tay nhau đi à, đây là cái kỷ niệm ngày đầu tiên tại chương trình đó. Hồi nãy là mình nói, nhưng lúc đó là chưa có biết có chọn nhau hay không. Bây giờ nói mà cô ấy cũng chọn mình cũng chọn cô ấy rồi. Thì giờ phút này anh còn muốn nói gì với Nhung nữa hay không? Wow, người đàn ông từng trải, chuẩn bị rất là chu đáo luôn. Như hôm nay là quà gặp mặt ha. Cho anh được xin được đeo chiếc nhẫn này minh chứng tình yêu anh dành cho em, cả một tình yêu chân thành nhất đến ven đến ven. Là cùng nhau trong tay đi suốt con đường. Không có gì hết, coi như là một món quà đầu tiên gặp mặt thôi. Trong quá trình yêu nhau sẽ còn nhiều món quà như vậy nữa. Còn khi nào kết hôn là sẽ là quà khác. Anh nói vậy cho người ta yên tâm chứ đây không phải là cái nhẫn cầu hôn đâu nha anh. Chúng mình đến với nhau, anh sẽ có món quà đặc biệt dành riêng cho em. Và cũng là một người đàn ông sẽ cố gắng chăm sóc và yêu thương em nhiều hơn. Em xin cảm ơn anh vì có sự chuẩn bị chu đáo này. Và trong cái quá trình tìm hiểu thì mình sẽ quyết định có tiến tới hay không. Thì cái đó em nghĩ là cần phải tìm hiểu nhau thêm. Muốn cho cái tình yêu ngày hôm nay mà nó đi đến cái điểm cuối cùng về một cái mái nhà, những đứa con, thì nó có một cái sự vun đắp của cả hai nữa. Nhưng hôm nay thật sự chị rất là vui và cũng rất là cảm ơn Lộc, rất là trân trọng vì Lộc đã thật sự rất là nghiêm túc trong cái câu chuyện ngày hôm nay. Nhưng cũng cố gắng nhiều hơn ha, hai bạn cùng vun đắp với nhau. Hy vọng một ngày nào đó không xa thì các bạn cũng sẽ báo được cái tin vui cho chương trình.